Gia tộc ma cà rồng của các thiếu niên Hoa Kỳ, Rod Ferrell. Có thể bạn đã từng nghe các giáo phái trên khắp nước Mỹ thực hiện một số vụ giết người theo nghi thức kỳ lạ, tàn bạo và rùng rợn nhất. Nó khủng khiếp tới nỗi khiến ta phải tự hỏi con người thực sự có khả năng gì để làm ra những chuyện vượt ra khỏi ranh giới đạo đức như thế. Và trong số đó, có một gia tộc vô cùng điên rồ ở tiểu bang Kentucky, một câu chuyện điển hình vào những năm 1990, nơi tập trung những người tin và hành động như thể họ thực sự là ma cà rồng. Nhân vật chính của câu chuyện này, Rod Ferrell, người đứng đầu gia tộc ma cà rồng, khẳng định rằng cậu ta là ma cà rồng đã sống hơn 500 năm. Tất cả các thành viên đi theo Rod đều sùng bái và trung thành đến mức có thể chết nếu cậu ta ra lệnh. Rốt cuộc Rod đã làm gì? Điều gì đã xảy ra ở Kentucky khi tồn tại một gia tộc mang tên ma cà rồng? Được gọi là ma cà rồng Rod hay vua ma cà rồng, Rod Ferrell tự xưng là vua của ma cà rồng và có 4 thuộc hạ dưới trướng: Scott, Charity, Heather và Dana. Họ thường thực hiện nghi lễ của mình ở tòa nhà hoang không ai lui tới giữa một khu rừng rậm bao quanh hồ Kentucky, rồi gọi tên là khách sạn ma cà rồng. Ở đó, 5 ma cà rồng uống máu và quan hệ tình dục tập thể. Đầu tiên, hãy tìm hiểu xem làm thế nào họ bị ám ảnh bởi ma cà rồng và làm thế nào họ có thể gặp nhau. Những cuộc gặp gỡ định mệnh. Rod, kẻ khơi nguồn tội ác. Rod sinh năm 1980 tại tiểu bang Kentucky, Mỹ. Trải qua thời thơ ấu không mấy êm đềm, Rod thường tưởng tượng về cái chết dù mới chỉ là một đứa trẻ. Rod thường cảm thấy kích thích tột độ khi mường tượng cảnh tượng bị xử tử trên ghế điện. Khi đến tuổi đi học, Rod là một cậu bé có xu hướng bạo lực. Ở trường, cậu bị mọi người đánh giá là một học sinh nửa điên, cá biệt và không ai dám lại gần. Khi 15 tuổi, cậu ta thường dành thời gian ở nhà chơi video game. Trò chơi mà cậu ta chơi là Vampire The Masquerade. Trong đó, người chơi sẽ đóng vai ma cà rồng và sống trong thế giới ma cà rồng. Đó là một trò chơi có đồ họa vô cùng đẹp và bắt mắt vào những năm 1990. Dù sao đi nữa, Rod, người say mê trò chơi ma cà rồng, đến một lúc nào đó đã rơi vào một ảo tưởng sâu sắc. Có khi nào mình là ma cà rồng không? Vì tên mình là Rod, nên chắc mình là ma cà rồng Rod. Dù cho đó là một sự ảo tưởng ngớ ngẩn, thế nhưng kể từ ngày hôm đó, Rod đã đột nhập bất hợp pháp vào trại bảo vệ động vật, rồi bắt và uống máu các con vật để chứng minh mình là ma cà rồng. Thời gian dần trôi cho đến một ngày, sau khi uống máu động vật, Rod cảm thấy mình dường như đã có thêm sức mạnh nào đó. Rod và người bạn ma cà rồng mới. Càng ngày, Rod càng tin mình là một ma cà rồng. Cậu ta đến gặp một người bạn tên Scott, nói sẽ chỉ cho cậu cách để trở thành một ma cà rồng. Sau khi được Rod tiếp cận và cho uống máu của mình, Scott cũng sống trong ảo tưởng rằng mình đã trở thành một con ma cà rồng thực thụ. Và Scott, người đầu tiên đi theo Rod, cũng uống máu theo cách tương tự mà Rod đã làm, rồi ảo tưởng rằng mình ngày càng hội tụ thêm được sức mạnh. Cuối cùng, Scott đã trở thành cánh tay đắc lực, luôn làm theo mọi mệnh lệnh của Rod. Nhưng dần dà, cảm thấy việc uống máu động vật không thực sự hiệu quả nữa. Hai thanh niên bắt đầu tìm kiếm thông tin về ma cà rồng trên Internet. Sau khi thu thập thông tin về ma cà rồng, họ bắt đầu hành động khó hiểu như dùng dao khắc những hình xăm tượng trưng cho ma quỷ lên cơ thể. Sau đó, hai người này đã nhận định rằng những người đàn ông và phụ nữ ma cà rồng trong trò chơi điện tử sau khi sex sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nên kết luận rằng ma cà rồng trở nên mạnh mẽ hơn khi họ quan hệ tình dục. Nhưng Rod và Scott đều là nam giới nên không thể làm điều đó. Thế là họ bắt đầu bàn bạc với nhau để tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Và câu trả lời là: phải rồi, chúng ta hãy tạo ra một ma cà rồng nữ. Họ tìm kiếm một cô gái cùng tham gia để trở nên mạnh mẽ hơn. Ma cà rồng nữ được triệu hồi. Người lọt vào tầm ngắm của họ là Dana, bạn học lớp trên, đồng thời là cô gái bị tẩy chay ở trường với lý do béo người và xấu xí. Rose và Scott đã thực hiện kế hoạch đen tối của mình từ việc chia tay ra giúp đỡ Dana.
cô hoàn toàn bất ngờ và cảm thấy vui vẻ khi lần đầu tiên nhận được sự quan tâm từ những người bạn khác giới. Vì vậy mà cô chấp nhận đề nghị của hai thanh niên mà không nghi ngờ gì. Lời đề nghị đó chính là uống máu của nhau và tụ tập tại căn cứ để quan hệ mỗi ngày. Mà theo lời Rod và Scott, đó là cách để cả ba có thể gia tăng sức mạnh từ bên trong. Và đó là cách mà Dana trở thành một phần của gia tộc Ma Cà Rồng. Họ đã cải tạo lại một tòa nhà bị bỏ hoang gần hồ Kentucky để xây dựng một căn cứ. Và họ đặt tên căn cứ giống như tên trong video game là Khách sạn Ma Cà Rồng. Và đó là nơi lý tưởng nhất. Vào thời điểm đó, tòa nhà này nổi tiếng bị ma ám nên không ai dám tới. Cả ba cho rằng sự u ám và tối tăm này chẳng còn gì phù hợp hơn với Ma Cà Rồng. Và như vậy, Rod, Scott và Dana tụ tập tại căn cứ của riêng họ, tổ chức tiệc tùng, sử dụng thuốc gây ảo giác và tham gia vào nhiều loại nghi lễ khác nhau. Thậm chí, họ quan hệ cả ngày lẫn đêm, tra tấn tình dục như trong trò chơi điện tử và nghĩ rằng điều đó càng lặp đi lặp lại thì họ càng trở thành những con ma cà rồng mạnh nhất. Hai chàng trai và một cô gái đã sống trong thế giới của riêng họ. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng cần thêm một ma cà rồng mới. Bởi vì Dana, người con gái duy nhất vào thời điểm đó, do quá trình quan hệ quá nhiều và quá thường xuyên nên đã bị tổn thương vùng kín khá nặng, không thể quan hệ tình dục tiếp được. Rod và Scott lại bàn bạc bắt đầu tìm kiếm một cô gái mới để thế chỗ cho Dana. Rod và Scott tìm thêm ma cà rồng nữ, Charity. Ma cà rồng tiếp theo là Charity, một cô gái vừa bỏ nhà đi bụi vì bất mãn với gia đình. Lợi dụng sự phẫn nộ trong lòng Charity và hứa hẹn cho cô chỗ nương náu, họ đã mời cô đến căn cứ Ma Cà Rồng, dùng lời lẽ dụ dỗ, thuyết phục và quan hệ với nhau. Rod yêu và dụ dỗ một cô gái mới, Heather. Trong khi đó, Rod, người lãnh đạo và tự gọi mình là Ma Cà Rồng Rod, đã đem lòng yêu một cô gái như một người đàn ông thực sự, chứ không liên quan đến chuyện gia tộc. Có phải cậu ta cũng yêu một ma cà rồng khác? Không phải vậy, Rod đã yêu một người bình thường và tên cô ấy là Heather, cô gái được yêu thích nhất ở trường vào thời điểm đó, một hot girl khiến tất cả nam sinh đều thầm thương trộm nhớ. Rod cũng yêu Heather, một cô gái xinh đẹp và thông minh, và anh bắt đầu tiếp cận để chiếm lấy cô ấy. Đầu tiên, để nắm bắt điểm yếu của Heather, cậu đã mai phục gần nhà cô và theo dõi cô. Và cậu ta phát hiện ra rằng cha của Heather là một người nghiện rượu, và khi say, ông ta đã bạo hành Heather và mẹ của cô. Khi Heather đang trải qua những khó khăn như vậy, Rod đã đến gần và an ủi cô ấy. Và dần dần, hắn bắt đầu kể cho cô nghe mình là một ma cà rồng, dụ dỗ Heather sống như một ma cà rồng. Cô ngày càng phụ thuộc vào Rod, đi đến khách sạn Ma Cà Rồng. Tổng cộng 5 người, họ gọi nhau là Ma Cà Rồng. Và Rod, người cho rằng mình đã sống 500 năm, được gọi là vua của Ma Cà Rồng. 5 người tụ tập lại mỗi ngày tại căn cứ của họ, thực hiện những hành vi tình dục bệnh hoạn tập thể và cho rằng mình rất hạnh phúc mỗi ngày. Mâu thuẫn nảy sinh từ sự xuất hiện của Heather. Ghen tị. Nhưng chỉ có một mình Dana cảm thấy không vui, bởi vì cô vốn độc chiếm tình yêu của hai cậu con trai còn lại, nhưng sau đó bị tước đoạt bởi Charity, rồi giờ lại có thêm Heather. Rod và Scott đang dần không thèm để ý tới Dana, mà chỉ toàn ôm ấp Heather, càng khiến cho Dana không thể nào vui vẻ nổi. Và rồi sự ghen tuông chồng chất, cuối cùng Dana cũng bùng nổ. Cô gọi Heather lại và nói, cậu chưa phải là một ma cà rồng khi chưa thực hiện nghi lễ uống máu của Rod. Heather lăng tăng suy nghĩ mãi về điều này, nhưng hình như mỗi ngày trôi qua, cô càng tin vào lời Dana đã nói, chờ đợi một ngày được Rod tin tưởng và hoàn toàn sở hữu tình yêu của cậu ta. Gia đình ngăn cấm. Nhưng Heather chưa kịp làm gì thì một thời gian sau, gia đình cô phải chuyển đến Entis, tiểu bang Florida. Rod bị ám ảnh bởi hoàn cảnh của cô và cuối cùng đã tiêu tốn hàng trăm đô la tiền điện thoại được dạy cho cô. Cha mẹ Heather không hài lòng với cậu trai trẻ này nên nhanh chóng cắt đường dây liên lạc qua điện thoại của cô với Rod. Không nhượng bộ, Rod tập hợp nhóm của mình và nói muốn thực hiện nhiệm vụ giải cứu để cứu Heather khỏi cha mẹ cô
và cùng nhau chạy trốn đến New Orleans để thành lập gia đình ma cà rồng của riêng họ, sống hạnh phúc mãi mãi. Thật không may, mọi thứ đã không đi theo kế hoạch. Gia tộc ma cà rồng thảm sát gia đình vô tội. Vào ngày 25 tháng 11 năm 1996, Rod và đồng bọn đã lái xe 750 dặm từ Murray, Kentucky đến Elsie, Florida để lén đón Heather bỏ trốn. Thế nhưng sau khi đưa Heather ra khỏi nhà chưa được bao xa thì xe của họ bị hỏng. Không còn cách nào khác, Heather bàn bạc với Rod rằng cô sẽ đưa nhóm trở về nhà ba mẹ cô lần nữa, nơi mà họ vừa cố thoát ra lúc nãy, rồi cô sử dụng chìa khóa của mình để mở khóa cửa nhà. Nhóm sẽ dùng chiếc xe của gia đình cô để chạy trốn đến New Orleans như đã dự tính. Đổi lại, Rod phải đồng ý thực hiện nghi lễ biến, nghĩa là cho cô uống máu của Rod để chính thức trở thành ma cà rồng mãi mãi. Nghi lễ diễn ra vào sáng sớm hôm đó tại nghĩa trang Elstead. Hitler đã uống máu của Rod từ vết thương do lưỡi kiếm tự gây ra. Tuy nhiên, cô không biết là Rod đã tiêu thụ một lượng hoạt chất gây ảo giác LSD đáng kể trước đó. Theo dự tính, hoàn thành nghi lễ, cả nhóm khởi hành để đến nhà Hitler lấy xe. Khi đến dinh thự nhà Hitler lần nữa, Rod và Scott vào nhà để băng qua gara và họ thấy cha của Hitler đang nằm nghỉ trên chiếc ghế dài trong phòng khách. Mẹ Hitler đang ở trong phòng tắm. Sau nhiều phút, hai thanh niên im lặng và cân nhắc. Cha Hitler bỗng tỉnh dậy. Cả hai liền vớ lấy vũ khí mang theo sẵn là chiếc xà beng, đập một cách thô bạo vào đầu của ông. Cha Hitler bị đập hơn 22 nhát xẻng vào mặt, làm ông ta gãy hộp sọ và xương sườn, gần như khiến ông ta bất tỉnh ngay lập tức và chết ngay sau đó. Nghe tiếng động bất thường, mẹ của Hitler từ phòng tắm chạy ra thì thấy Rod và Scott đang đứng trong nhà với cảnh tượng hãi hùng của chồng bà. Mẹ Hitler tức giận lao về Rod, ném một cốc cà phê nóng vào người cậu ta. Điều này khiến Rod tức giận. Rod không chần chừ, lập tức dùng chiếc xà beng ban nãy đập vào đầu của mẹ Hitler cho đến chết. Sau đó, cả hai khắc chữ V lên trán của cha mẹ Hitler và bỏ trốn. V là biểu tượng của Rod, được cho là hoa văn tượng trưng cho ma cà rồng. Chạy trốn và... Sau 4 ngày lái xe qua 4 bang, cả nhóm dừng chân ở Baton Rouge, tiểu bang của Louisiana. Và khi họ hết tiền, Charity đã gọi điện cho bà của cô ở Nam Dakota. Cô nghĩ rằng bà của mình có thể giúp nhóm thoát khỏi giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, bà của cô đã thông báo cho cảnh sát về nơi ở của cô, rồi còn giúp cảnh sát lừa gia tộc ma cà rồng đến khách sạn ở địa phương để giữ chân họ cho đến khi cảnh sát đến. Cuối cùng, tất cả 5 người đều bị bắt. Rod và 4 thành viên gia tộc ma cà rồng bị dẫn độ trở lại Florida để hầu tòa. Rod không ngần ngại thú nhận đã giết cha mẹ Hitler, còn thừa nhận sau khi gây án đã cùng Scott nhảy múa như điên dại quanh thi thể của cặp vợ chồng xấu số. Toàn bộ quá trình giết người được Rod kể lại bình thản, có phần hài lòng khi hồi tưởng những việc mình đã làm. Tôi đứng trước ông ấy, cầm xà beng đánh liên tục vào đầu cho tới khi ông ấy chết. Điều đáng nói hơn, khi đang bị cảnh sát điều tra, họ đã phạm phải một hành vi không thể hiểu được. Trong lúc nghỉ giải lao giữa buổi điều tra, họ tình tứ yêu đương ngay trong phòng điều tra đó. Khi được cảnh sát hỏi tại sao lại làm điều đó trong phòng điều tra, họ trả lời rằng đó là nghi thức buộc phải làm với tư cách là ma cà rồng. Họ khẳng định tính hợp pháp của mình trong khi bị cảnh sát điều tra. Lời khai của họ khiến ai cũng thấy họ hoàn toàn không bình thường. Đó là một hành động không thể tránh khỏi khi bạn là một ma cà rồng. Và ma cà rồng thì không thể sống trong xã hội loài người sao? Cuối cùng, thẩm phán kết án tử hình Rod. Chàng trai 16 tuổi chưa kịp bước vào đời, trở thành tử tù trẻ tuổi nhất lịch sử nước Mỹ tính đến thời điểm đó. Với Scott, cánh tay phải đắc lực của Rod cũng bị kết tội tương tự như Rod, nhưng giảm nhẹ và chịu 2 mức tù chung thân. Charity bị kết án về 2 tội giết người cấp độ 3, cướp có súng hoặc vũ khí chết người và trộm có vũ khí hoặc chất nổ với mức án 10,5 năm tù tiểu bang. Dana cũng bị kết án về những tội danh đó nhưng với mức án 17,5 năm tù. Chỉ có Heather được tuyên bố vô tội vì hành động đó của cô không mang tội, cô cũng không cố ý định giết ba mẹ mình và được cho là phần nào bị cưỡng chế. Trong 2 năm, Rod giữ kỷ lục là tử tù trẻ nhất cho đến tháng 11 năm 2000.
cho đến khi tòa án tối cao Florida giảm án xuống tù chung thân. Cherry ra tù vào tháng 3 năm 2006 và Dana ra tù vào tháng 10 năm 2011. Vào tháng 1 năm 2013, một tòa phúc thẩm đã bác bỏ nỗ lực của Rod và Scott để có được một phiên tòa tuyên án mới, một mức án có thể sẽ thấp hơn. Dù vậy, đến tháng 12 năm 2018, duy nhất Scott được thẩm phán giảm xuống còn 40 năm tù, vì trong 22 năm, cậu ta đã cải tạo tốt, đủ điều kiện để được trả tự do vào năm 2031. Quá khứ tạo nên vua Macaron Rod. Sau khi tìm hiểu thêm về nguyên do tạo nên một con ác quỷ bên trong kẻ tự xưng là vua Macaron Rod, Cải Kinh Dị tìm thấy một thông tin khá quan trọng muốn chia sẻ thêm để các bạn có thể cùng tham khảo về vụ án chấn động nước Mỹ những năm 1990 này. Thực chất, Rod không có một cuộc sống dễ dàng từ bé. Cậu được sinh ra bởi người mẹ khi ấy chỉ vừa tròn 16 tuổi, bà Sandra Gibson. Cha của Rod đã bỏ rơi cậu để phục vụ trong quân đội và dường như chẳng bao giờ là một phần trong cuộc đời cậu. Gia đình của Rod bất thường tới mức, theo hồ sơ tòa án liên bang, ông ngoại của Rod từng bị cáo buộc lạm dụng tình dục năm 1985, khi đó Rod chỉ khoảng 5 tuổi. Tuy nhiên, không có cáo buộc hình sự nào được truy tố. Người mẹ Sandra và Rod không có cuộc sống ổn định. Cả hai phải chuyển qua chuyển lại giữa cuộc sống với cha mẹ của Sandra và nhà ở công cộng. Sandra đã làm việc như một vũ công và gái mại dâm để kiếm sống qua ngày. Kỳ lạ hơn, chính Sandra đã giới thiệu Rod với thể loại ma cà rồng và sự rùng rợn vượt ra khỏi những điều nguyên bản của ma cà rồng từ khi Rod còn nhỏ. Sandra thậm chí không phải là một người mẹ lý tưởng, có một mối quan hệ đáng ngờ và phức tạp với con trai mình. Ở tuổi 30, cô thậm chí còn bị bắt gặp đang viết những bức thư tình đáng lo ngại cho một cậu bé 14 tuổi. Mẹ khao khát được ở gần con, ôm con. Đúng, trở thành ma cà rồng, một phần của gia đình. Nếu bất tử thì mẹ thực sự là của con mãi mãi. Và mẹ sẽ là cô dâu của con mãi mãi. Và con là bệ hạ của mẹ. Sandra Gibson. Câu hỏi đặt ra trong đầu tôi ngay sau khi biết quá khứ của Rod đó là liệu Rod có thực hiện những hành động khủng khiếp này nếu anh ta không phải chịu quá nhiều tổn thương và dằn vặt cũng như những điều kỳ lạ trong quá khứ hay không? Liệu mọi thứ có khác đi nếu cậu ta không có người ông biến thái, một người mẹ được cho là có lối sống lệch lạc, thường xuyên nói về những thứ như máu, ma cà rồng và có một đời sống tình cảm điên loạn? Nhìn theo hướng logic nhất thì không phủ nhận tội lỗi của Rod. Nhưng có lẽ chính gia đình không hề bình thường đã là một phần tạo nên con người của Rod, vẽ ra cái nhìn sai lệch của cậu, để rồi mọi thứ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà không thể cứu vãn. Thiết nghĩ một số bậc làm cha mẹ đôi khi quên đi sự quan trọng của chính mình trong việc nuôi dạy con cái. Họ chỉ sinh nó ra, cho nó sự sống và nghĩ như thế là ổn. Chẳng tội ác nào ghê tởm bằng việc tạo ra một sát nhân từ khi chúng chỉ là một đứa trẻ thơ ngây. Vụ án của sát nhân ma cà rồng Rod năm đó ít nhiều khiến dư luận Mỹ chấn động, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim. Bộ phim kinh dị Vampire Glen sản xuất năm 2002 thậm chí còn sử dụng tên thật của các nhân vật chính trong vụ án. Dù sao thì tất cả cũng đã bị kết án và gần đây Rod đã xuất hiện trên TV, thể hiện thái độ hối cải và xin được ân xá. Hiện tại ở tuổi 40, Rod đã lập kỷ lục là cậu bé đầu tiên bị kết án tù chung thân ở độ tuổi nhỏ nhất. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cho đến tận bây giờ, Hitler vẫn chưa quên được Rod, người đã giết cha mẹ mình. Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về 5 người có hành động kinh khủng và khó hiểu trong ảo tưởng về ma cà rồng này?